Cảm ơn nha. Ôi giời ơi. Cà phê Cầu Kính có gì hấp dẫn? Món ăn có gì đặc sắc? Hello, lại là mình đây, Trần Thành, thành viên của kênh Bến Tre Vlog. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn quán cà phê Royal ở Bến Tre với view Cầu Kính và những cái view khác rất là đặc sắc. Mời các bạn theo chân nhóm mình nhé. Đây là đoạn đường vào quán cà phê Royal ở Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đoạn đường vườn, cây xanh phủ, khá là rợp bóng mát bạn nhé. Đi thì cứ ngỡ là đi trong ruộng trong vườn, không nghĩ là thành phố Bến Tre đâu. Ấy vậy mà đường cũng vui phết cả ra. Tăng 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 tăng. Ủa alo, xa dữ vậy ta. Đường này đi rồi làm sao mà ai mà biết đường vô. Vậy đó, chứ cũng biết bao nhiêu người tới rồi. Tới rồi nè các bạn. Đây là khuôn viên bên ngoài hiên. Cái xe nhìn cổ hết sức chưa. Đi thôi nào. Bây giờ cùng nhóm chúng mình bước vào khuôn viên của quán nha. Từ cà phê cá coi cho tới cầu kính cho tới hồ bơi. Theo chân tụi mình cùng khám phá nha. Leo lên bậc thang nào. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Khá là rộng. Đủ thứ khuôn viên luôn. Quay một vòng nha. Nhóm tụi mình đi là tầm 5 giờ chiều rồi các bạn. Nhìn giờ này cũng khá là sáng và cũng không quá là nắng đâu. Ở phía trên là cái khu vực khuôn viên chòi lá. Khu này là khuôn viên nhà mát ngồi để ngắm hồ bơi nè. Bây giờ ngồi order nước nha. Ở đây có mấy cái quạt cũng khá là mát. Phía bên dưới là khu vực vườn thú nè, hồ cá coi nè, các tiểu cảnh bla 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 đủ thứ luôn. Một chút xíu đi xuống dưới tham quan cho các bạn coi nha. Khu này là khu hồ bơi, còn đây là cầu kính nè. Ai mà chưa biết cái cầu kính ở Sapa hay ở Đà Lạt á, thì có thể tới cầu kính ở Royal Coffee ở Bến Tre để tham khảo nha. Đi coi chừng rụng tim đó. Rồi đi lên trên nè, có cái gì trên đó không ta? Có chứ sao không. Tem tem, đây là quán cà phê hen. Cái khu vực trên này á, là khu ăn uống. Ủa alo, đi vô quán cà phê mà quán cà phê gì trời. Này là khu đi ăn uống nè, phía ở khu trên đấy. Ở phía trên của cái cầu kính. Ở đây phục vụ đồ ăn cũng được lắm rồi nha. Quán mình đi tầm 5 giờ thì hơi vắng. Quán này đông là tầm khoảng 6-7 giờ tối gì đó nha các bạn. Đó, nhìn cầu kính từ trên xuống nè, đi hơi bị trơn đó. Cảnh này nhìn cũng hữu tình phết cả ra. Trời thiệt là trong xanh. Ở dưới là hồ bơi cũng trong xanh luôn, nhưng mà hơi ít người bơi nha. Cái này mà đông vui một chút nhìn cũng thú vị đó. Cái khu này nhìn có vẻ lạ lạ thơ thơ các bạn hiên. Nhìn cái con đường này tự nhiên nhớ cảnh trên Bà Nà Hill quá. Trời, cũng liên quan luôn á. Nhưng mà thôi kệ, nhìn cũng giống giống. Check in chụp hình các kiểu cũng được. Đó, đi dạo một vòng cho các bạn coi nha. Khuôn viên, tham quan hết cái khuôn viên hiên. Dưới kia là hồ cá đó, hồ cá coi đó các bạn. Nhìn cũng đẹp. Thôi đi tiếp nè.
Này là hồ cá coi quay cận cảnh nè. Bạn nào thích cá có thể ngồi gần hồ cá để cho cá ăn, thọt tay xuống cho cá núp núp cũng đã lắm đó. Đây là một cảnh khác của quán cà phê Hiên. Ở quán này thì thuộc thể loại là quán sân vườn, khá là nhiều cảnh và rộng đó các bạn. Thích cái khu nào, thích cái khuôn viên cảnh nào cũng có hết. Từ là nhà mát ngồi ngắm hồ bơi nè, cho tới liều chòi nè, hay là cho tới nhà thủy tạ nè. Nhìn khuôn viên này cũng hơi lạ lạ đó các bạn nha. Ở trên này sợ ăn uống giơ tay có chỗ rửa tay luôn nè. Trên này thì mình thấy là chắc cũng ít người lên ấy, tại vì ở dưới nó cũng rộng và đẹp rồi. Khu này thì đi lên hơi cao một xíu mà kiểu như mấy cái chòi lá đó, nên mình đoán vậy thôi. Bây giờ mình đi chậm lại chỗ nhà mát thì cho các bạn thấy cái nhà mát mà cái khuôn viên ở trên phía trên chỗ ngắm hồ bơi á. Hồi nãy đi vòng ngoài rồi, bây giờ đi vòng trong nè. Khu này bố trí hơi chật chội. Cái cầu thang này đi hơi khó nha, cẩn thận một chút nha. Còn dưới này là lót tre nè, đi cũng chắc chắn nhưng mà thôi cẩn thận một chút. Chỗ thì rộng rãi quá trời luôn, nhiều bàn lắm. Khuôn viên này thì thiết kế như đường tăng đi thỉnh kinh gì đó, đi cũng lạ lạ. Còn chỗ này á, là cái góc ngồi cà phê mà để nhìn ra khu vực hồ bơi á, nhìn cũng thú vị lắm, nhưng mà hơi mũi nha. Nhớ sức kem chống mũi hay xin nhân mũi á, mà thấy cũng vắng vắng, chưa biết làm sao. Này không biết sân khấu cái gì nữa. Nè, còn này khu vực nhà thủy tạ nãy nói nè. Nhìn cũng khá là sang trọng và mát mẻ, nhưng mà đi thì hơi khó nha. Đi tiếp thôi nè. Đi chỗ này cũng nên cẩn thận nhé. Ai mà đi giày cao gót thì cẩn thận xíu nha. Ủa alo, đói hả anh trai? Ăn gì đó? Mì xào bò hả? Hình như là phần này là 35.000 đó các bạn. Nhìn cũng thú vị và hấp dẫn lắm á. Còn các nước ở đây thì giá cũng bình thường thôi, dao động tầm khoảng 18.000 cho tới 40.000. Nước thì cũng có các loại nước cơ bản như cà phê, nước ép hay vô đá này kia thôi. Quán này thì vô chủ yếu là để ngồi cà phê ngắm phong cảnh. Khi ai đó có thích bơi thì giá vé bơi ở đây là 30.000 cho một lần bơi thì phải. Bơi tháng là 600.000 nha các bạn. Còn có phục vụ đồ ăn, vị cũng được lắm á. Tối thì lên đèn, nhìn cũng đẹp. Ủa alo, tận giờ đói hay gì ăn luôn vậy? Số 1 luôn đó nha. Còn đây là hơi sập tối nè, mình đi lại cái đoạn đường mà ở dưới sát mặt hồ nước với là lên đèn á, cho các bạn xem lại ha. Thì khi mà lên đèn á, thì nhìn nó cũng lung linh hơn một chút. Mình là Trần Thành, thành viên của kênh Bến Tre Vlog. Cảm ơn các bạn đã cùng nhóm mình review quán này nhé. Nếu thấy hữu ích hãy cho nhóm mình một like và một subscribe để làm động lực các bạn nhé. Hãy follow nhóm tụi mình để biết thêm nhiều địa điểm thú vị ở tỉnh Bến Tre này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.
đi hết một vòng rồi, cũng mỏi chân rồi đó. Nãy giờ các bạn cũng tham quan được kha khá rồi đó, quá trời cảnh luôn. Đây mà đi hết cái chỗ này hả? Chắc tiếng tới xuống rưỡi đó các bạn. À không, nói hơi quá. Thôi, mà đi cũng nhiều, các bạn đi theo kiểu ngắm cảnh nha. Chứ kiểu mà nói đi mà chạy một vòng hết, nói tôi đi 5 phút này tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Đi để ngắm từng cảnh của nó thì khá là lâu đó, và mỗi chân nữa nha. Rồi, theo nhóm mình ra về nào. À, trước khi ra về còn có một cái điều thú vị ở bãi giữ xe nữa. Điều đó là gì? Ráng chờ tới cuối clip nha, chút xíu nữa hè, lẹ lắm. Đèn lên lung linh ghê cho các bạn. Chiếc xe này đồ cổ đó, để chân không biết chạy được không, mà nhìn là cũng sang phết cả ra. Còn khuôn viên bên đó nữa, đẹp và sang lắm nha các bạn. Chiếc xe này thì để chụp hình thôi, chắc cũng không chạy được đâu, đón vậy á. Cúi đầu ơi, cúi đầu. Cúi đầu xuống ơi. Cúi đầu xuống ơi. Cúi đầu xuống. Cúi đầu ơi. Cúi đầu ơi. Né. Né hả? Rồi cảm ơn nha.